Là Thành muốn mọi người ghi ghi một câu ha, mọi người ghi một câu này xíu ha. Chúng ta phải kết hợp đa mô thức trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, được không bà nhà? Đa mô thức có nghĩa là gì? Có nghĩa là một, xác định cái di truyền của họ, bản thân có những cái bệnh di truyền rồi thì mình không có giải quyết được 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 nhiều bà nhà nha, không giải quyết được quá nhiều. Cái số 2 là mình phải kết hợp với chế độ ăn, Thành gọi là chế độ dinh dưỡng là cái số 2. Vì cái đó là nguyên liệu, cái đó là năng lượng, cái đó để cho tế bào cơ thể chúng ta phục hồi là cái số 2. Cái số 3 là chúng ta phải kết hợp với một lối sống lành mạnh. Đó. Thức sao mà ít khuya thôi, vận động nhiều lên, tạo ra một cái lối sống là gì ạ? Điều hòa là cái số 3. Cái số 4 ha, kinh nghiệm của Thành thì chúng ta phải tạo cho chúng ta một cái lối sống vận động. Nè, vận động nhiều lên. Kết hợp với chúng ta tạo ra một cái tư tưởng rất là thoải mái, tư tưởng thực sự là thoải mái, không có stress, không có suy nghĩ nhiều. Và cái cuối cùng nha, trong những cái phương pháp đó rồi thì chúng ta vẫn phải kết hợp thêm vật lý trị liệu, được không cả nhà? Vật lý trị liệu đôi một đôi đôi khi một vài cái bệnh nó tâm nó sâu quá đó, chúng ta phải kết hợp với cúng. Vậy nếu độc có dùng thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng là một cái dạng cao cấp hơn trong những cái bữa ăn được không cả nhà, mà chúng ta chỉ dùng độc bữa ăn thôi. Mà chúng ta có những cái ta ăn không đủ mà ta không dùng thực phẩm chức năng thì cũng không có được. Trong những cái phương pháp ta đang bị cảm, ta đang bị sốt, ta đang bị nhiễm khuẩn, ta đang phải xạ hóa trị mà ta buộc ta vẫn phải uống những cái thuốc tây hoặc là thuốc xạ hóa trị thì đôi khi chúng ta vẫn phải sử dụng. Đôi khi tinh thần ta stress nặng, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải giải quyết bằng cái stress đó, sau đó chúng ta mới phục hồi lên được. Vậy có rất nhiều anh chị chúng ta đi theo một hướng trị liệu, vật lý trị liệu cũng không có thực sự là toàn diện nếu chúng ta không giải quyết được tâm lý, sinh lý, dinh dưỡng, vận động. Nhưng một người tai biến, đúng không ạ? Mình không dùng dinh dưỡng, mình không dùng tư tưởng, mình không dùng thêm thực phẩm, thậm chí là đôi khi có những cái vấn đề nặng mình phải dùng thuốc. Nhưng mà chúng ta bỏ quên một cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì làm sao mà người ta phục hồi được? Nên ở đây nếu anh chị chỉ chọn học phương pháp dinh dưỡng, chỉ học cách ăn, chỉ học thuốc tây, không có học về lối sống, không có học về vấn đề về tâm lý, không có học về phương pháp y học cổ truyền hoặc là vật lý trị liệu, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không đưa ra được một giải pháp trọn vẹn cho khách hàng. Nên có nhiều anh chị rất là đôi khi Thành gọi là hơi bảo thủ, cái này chỉ bấm huyệt là đỡ, đúng đỡ nhưng khỏi thì chưa chắc, vì bấm huyệt không giải quyết vấn đề bên trong, đúng không ạ? Vấn đề bên trong là uống rồi, uống thực phẩm chức năng rồi, nhưng hàng ngày anh chị hướng dẫn người ta ăn gì, đúng không ạ? Hàng ngày anh chị hướng dẫn người ta vận động ra sao, hàng ngày anh chị hướng dẫn người ta tâm lý như nào, và bao nhiêu của chúng chị ở đây, anh chị học viên, chúng ta đồng ý với Thành là mình không có chủ nghĩa tôn thờ một phương pháp nào hết mà mình phải đa mô thức. Chúng ta đồng ý, ta nhấn chữ ok. Chúng ta phải hiểu cái vấn đề này trước nha. Đúng không ạ? Chúng ta hiểu cái này không? Nên là có rất nhiều anh chị nói là Thành ơi, dạy cô một cái phương pháp trị liệu đi để cô trị hết cái bệnh kia. Với những cái bệnh nào trong cái phạm trù của điện nó sẽ giải quyết được. Cái bệnh nào trong giải quyết của xoa bóp bấm huyệt nó giải quyết được. Nhưng với một người làm chuyên sâu thì anh chị phải có nhiều giải pháp để mình kết hợp vào. Thì lúc đó chúng ta sẽ thành công hơn. Đúng không cả nhà? Cả nhà phải hiểu cái vấn đề này trước nha. Không có hiểu thì chúng ta sẽ bị nối thời. Nên có rất nhiều anh chị học xoa bóp bấm huyệt rồi một thời gian thôi, anh chị vẫn phải dùng thêm thuốc, thuốc nam, thuốc bắc gì đó là việc của anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ kết hợp đa mô thức ha. Vậy nhưng mà ngày hôm nay Thành đang nói cái điều này để không phải anh chị hy vọng là cái phương pháp điện sinh học này, học phương pháp y học cổ truyền này có thể giải quyết được hết tất cả các bệnh và không cần giải quyết cái gì nữa, đúng không ạ? Nếu một người làm theo chủ nghĩa tôn thờ một giải pháp nào thì nó sẽ như vậy, đúng không ạ? Còn không thì anh chị chúng ta phải gì, chúng ta phải đa dạng lên, đa mô thức lên, ok chưa cả nhà nha? Cả nhà nắm rõ cái điều này trước ha. Vậy trước tiên chúng ta không, nhưng mà ngày nay chúng ta đang học về những cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì chúng ta dựa trên cái nguyên lý là y học cổ truyền là ok nhất, đúng không ạ? Thì nó đều bắt nguồn từ Trung Hoa nha, kể cả điện sinh học này đều bắt nguồn từ Trung Hoa. Vậy chúng ta sẽ liệt kê ra một vài những phương pháp y học cổ truyền. Đầu tiên là chúng ta cái phương pháp xoa bóp ấn huyệt là dựa trên đường kinh lạc, dựa trên các huyệt đạo và
vài ngàn năm về trước, thì sau khi ở bên bên Trung Quốc cả nhà, người ta xoa bóp, người ta ấn huyệt nó hiệu quả đến tầm hơn 100 năm được không ạ? Cái bên 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 Tây nhất là những cái phương Tây cả nhà, người ta không có tin, người ta không có tin phương pháp ấn huyệt, người ta không có tin phương pháp châm cứu có hiệu quả, và bắt đầu người ta gì, người ta nhảy vô người ta nghiên cứu, và cuối cùng ha, người ta vẫn phải công nhận được không ạ, có những cái Tây y không giải quyết được, và người ta công nhận xoa bóp ấn huyệt và những phương pháp cổ truyền y học của cả nhà nha là một phương pháp thực sự có hiệu quả. Và cái phương pháp đầu tiên là chúng ta học được xoa bóp ấn huyệt hay là xoa bóp bấm huyệt ha, tùy chúng ta nói. Cái phương pháp số 2 là một vài anh chị em chúng ta có một cộng đồng rất là lớn nha, cộng đồng rất là lớn, nó cũng dựa trên huyệt nhưng mà nó dựa trên một cái phác đồ đúng không ạ, xoa xoa bóp bóp rồi gai gái dùng những dụng cụ thêm, nhưng mà dựa trên cơ chế huyệt đạo và mạch lạc và gì đồ hình, là chúng ta có một cái cộng đồng diện trấn rất là lớn. Và cộng đồng diện trấn ở Việt Nam thì phát triển rất là mạnh nhưng mà chưa được công nhận là một cái giáo trình hoàn chỉnh được Bộ Y tế cũng như là Sở Lao động Thương binh Xã hội quản lý, vẫn dưới dạng trên là xoa bóp huyệt cả nhà. Cái số 3 là chúng ta có một cái môn học là lắm chỉnh hoặc là tác động cột sống, cũng đang có giáo trình rất là rõ ràng, rất là tốt với những cái phương pháp lắm chỉnh và liên quan đến bệnh tác động cột sống, đúng không ạ? Một vài cái phương pháp rất là nổi tiếng trên thế giới nhưng mà đã bị cấm ở Việt Nam 2 năm nay, đó chính là phương pháp hóa liệu, đúng không? Hóa liệu trong một cái vụ tai nạn gì đó, đúng không ạ? Nhưng mà cái phương pháp này Thành đã được dùng rồi, nó cũng rất là tốt với những người nào mà tắc hoặc là với những người nào mà thân nhiệt lạnh cả nhà nha, hoặc là chuyển hóa trong cơ thể kém thì dùng hóa liệu cũng ok. Rồi một cái phương pháp mà phải yêu cầu những anh chị học từ y sĩ từ 2 đến 3 năm trở lên mới được dùng, đó chính là dùng những cái kim. Đầu tiên Thành cũng không có hiểu cái đó là cái gì ta, mình đâm vào tay nó đau rồi à, vậy là phải đâm rất là đúng, đâm rất là chuẩn và cần những cái độ lông sâu và cái độ cảm cũng như là cái sự hiểu sâu về huyệt đạo của cái người kỹ thuật viên nó rất là đỉnh cao của nhà nha. Rồi cái chỉ đúng không ạ, thì đây là Thành liệt kê ra một vài những cái phương pháp ứng dụng trong cái vật lý trị liệu phục hồi chức năng y học cổ truyền để cho chúng ta thêm một cái giải pháp ha. Nếu gia đình của chúng ta có bệnh lý mà không có xử lý được thì anh chị lên gì ạ, lên tìm thêm những cái vấn đề này, được chưa cả nhà? Rồi vậy ngày hôm nay chúng ta đi thêm một cái môn, một cái giải pháp người ta gọi là điện sinh học, được chưa cả nhà? Cũng dựa trên nền tảng của các phương pháp y học cổ truyền. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn ha, vậy là chúng ta vẫn dùng tay, chúng ta vẫn tác động trực tiếp lên cơ thể của người khách hàng, được không? Nó không phải là cái môn khí công nào đó, được không? Đứng đây chuyển năng lượng gì đó. Đầu tiên thì người ta gọi, Thành hay gọi tắt và người ta gọi là therapy, là trị liệu, ha, DDS là phương pháp trị liệu bằng điện sinh học. Anh chị có thể, và cái tên chuẩn nhất người ta gọi là DDS therapy, đấy chưa cả nhà? Thì một vài anh chị có thể gọi vì nó rất là nhẹ nhàng, vì nó rất là nhẹ nhàng. Anh chị thấy là gọi đầu dưỡng sinh hoặc là anh chị làm về dưỡng sinh nhá, thì cái phương pháp này nó gọi là massage dưỡng sinh cũng được nha. Vì sao ạ? Vì anh chị làm massage, ở massage thì nó nhẹ nhàng hơn so với bấm huyệt, nhưng mà nó nhờ cái sự tác động của nguồn điện đâm ra nó đi sâu đến từng tế bào và kinh lạc đâm ra nó sâu hơn. Anh chị cũng có thể gọi là, nó có nhiều phương pháp đả thông kinh lạc nhưng mà ta có thể gọi tắt đây là đả thông kinh lạc, hoặc đây chúng ta có thể gọi là phương pháp đả thông kinh mạch, đúng không ạ? Nhưng mà dựa trên thêm cái cấu trúc của cái nguồn điện thôi. Thì cái phương pháp này là một cái phương pháp chăm sóc sức khỏe với các phương pháp trên như Thành nói về điện kê vừa rồi ấy nha, thì đó là phương pháp rất là hiện đại cực kỳ hiện đại, vì người ta thấy được là cái phương pháp nào mà không cần đúng huyệt 100%, đúng không ạ? Không cần những cái máy móc rất là cồng kềnh, không phải học rất là tối ưu, mất thời gian mà nó còn giải quyết được. Thì đầu tiên cái nước ứng dụng này là Trung Quốc ha, đã ứng dụng hàng tầm gần 100 năm nay rồi cả nhà nha. Rồi bắt đầu nhảy sang Hàn Quốc, thì Hàn Quốc là những cái nơi mà sử dụng những cái công nghệ ứng dụng chăm sóc sức khỏe rất là tuyệt vời, như là các ghế massage, thường thấy là những cái công nghệ giường nằm gì đó để phát từ Hàn Quốc, rồi Nga, rồi Nhật Bản, bạn Thành ở bang California cả nhà nhé, ở Mỹ á, thì cũng dùng điện sinh học nhưng mà người ta dùng bằng máy 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 gì này cả nhà. Thì sau khi về Việt Nam thấy Thành chia sẻ, người ta nói ồ, mua cái máy cả cái gì cả 5.000 đô, cả 100 triệu à, được không? Giờ bây giờ có cái máy và học nó có tầm 20 triệu thôi, người ta nói là trời ơi, quá trời là rẻ. Rồi thì cái phương pháp này nó vẫn kết hợp, cả nhà phải hình dung này, nó kết hợp giữa 2 yếu tố, một là kết hợp hài hòa giữa sự tinh hoa của đông y và kết hợp giữa sự gì ạ,
sự 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 tuyệt vời của y học hiện đại. Đông y có là gì? Đông y chính là khí, đông y chính là huyết, đông y chính là kinh lạc, đông y chính là huyệt đạo, đông y chính là khơi mở, đúng không ạ? Y học hiện đại là gì? Y học hiện đại đó chính là tác động của điện, đó chính là sự dịch chuyển của electron, nó là sự gì ạ? Sự kích thích vào tế bào bằng những xung, bằng những nguồn điện tự nhiên, đúng không ạ? Vậy đấy, tôi độc dùng tay không thôi là tôi độc dùng y học cổ truyền, nhưng mà ngày nay tôi có cái sự tác động, mà tác động thêm bằng cái một cái nguồn điện nào đó, tác động trực tiếp với chỗ đầu đó, nhưng đúng không ạ, nó vẫn phải dựa trên cơ chế để y học cổ truyền là kinh lạc, nó đúng huyệt đạo, nó đúng đường kinh, nó gì, nó hỗ trợ cho khí huyết, thì đó chính là y học cổ truyền cộng với tinh hoa của phương pháp y học hiện đại. Rồi, vậy giải thích cho mọi người chứ có rất nhiều anh chị không có hiểu điện sinh học là gì nha. Vậy ta nhìn đây. Đây là một cái dòng điện bình thường, được không? Dòng điện bình thường thì có dương và âm, nó có sự dịch chuyển của các electron và các proton, được không ạ? Nó phải có cực dương và âm, à nó có tế bào dương và âm, nó có nguồn điện dương và âm, nó sẽ dịch chuyển. Đấy chưa nha? Thì dòng điện trong cơ thể của chúng ta đó chính là gì? Đó chính là các gì ạ? Các khoáng, được không ạ? Nó cũng là một phần là những có những kim loại, nhưng cái gốc chính của chúng ta, cơ thể chúng ta thì được cấu tạo bởi các bộ phận nhỏ hơn, cấu hơn từ các tế bào, và tế bào chúng ta có tế bào chất này, đúng không ạ? Chúng ta có màng tế bào này, xong bên trong của chúng ta có ADN, có ARN, và ADN và ARN chúng ta đó cấu tạo nhỏ hơn từ những cái điện tích, để ngoài nhà điện tích á, thì điện tích đó nó có sự dịch chuyển và cấu tạo bởi electron và proton. Có là chúng ta học cái vật lý hay là hóa học trước đây từ thời cấp 2 cả nhà nha. Có là cơ thể chúng ta cấu tạo lên từ năng lượng, từ các điện tích đó nha. Và chính sự dịch chuyển của các electron và proton đó nó tạo ra trong chính chúng ta có một nguồn điện. Đúng không ạ nha? Nó chính chúng ta cũng có một nguồn điện. Và bây giờ Thành hỏi cả nhà như sau này này. Ở miền Bắc của Thành bắt đầu thấy rõ nha, nếu anh chị ở ngoài Bắc, có phải mùa này bắt đầu anh chị chạm vào nhau thấy nó giật tanh tách không ạ? Vì bắt đầu mùa đông thì cái lượng điện trường của cơ thể kết hợp với lượng điện trường của trái đất đó nha, nó tăng hơn bình thường, được không ạ? Nó tăng hơn bình thường, nên là người ta thấy được là bản thân cơ thể chúng ta cũng là cái gì, cũng là một cái nguồn điện, được không ạ? Cũng tích tụ điện, và người ta gọi đó là điện sinh học trong cơ thể nha, điện sinh học trong cơ thể. Nó có nước này, nó có ion này, nó có kim loại này, nó có electron này, nó làm cho chúng ta trở thành một cái dòng điện, đúng không ạ? Và người ta cũng ứng dụng rất là nhiều cả nhà nha. Và khi mà tim có một nguồn điện riêng, não có một nguồn điện riêng, phổi có một nguồn điện riêng, xương có một nguồn điện riêng, nên chúng ta mới có điện tim đồ. Điện tim đồ không có phải là soi cái tim, mà đo cái mức độ hoạt động của các tế bào trong tim. Chúng ta có điện não đồ, đúng không ạ? Chúng ta cũng không phải là chụp CT hay MRI hay là làm phanh cái não ra, mà chúng ta đo cái mức độ hoạt động sóng của tế bào não. Chúng ta có điện cơ, đúng không ạ? Và khi dòng điện của cơ thể chúng ta cao quá hay thấp quá thì lúc đó miễn dịch có vấn đề này, chuyển hóa có vấn đề này, bệnh gì ạ? Bệnh mãn tính bắt đầu xuất hiện. Cả nhà hiểu này không ạ? Cả nhà bắt đầu hiểu này, cả nhà đến chưa? Ok. Nó như kiểu đơn giản thôi, khi nhiệt chúng ta cao quá thì bị sốt, thấp quá thì bị lạnh, thì tương tự như trong đây là sự hoạt động của từng tế bào nó hoạt động, nó dịch chuyển như vậy đúng không ạ, thì nó tạo ra nguồn điện, và nguồn điện như vậy có tế bào, và người ta dựa vào điều này người ta kích thích lại những cái điện tích nào nó bị yếu, nó cân bằng lại những cái điện tích trong những từng tế bào của bộ phận nào nó hoạt động mạnh quá, đúng không ạ? Thì lúc đó bắt đầu các gốc là các tế bào nó sẽ trở về trạng thái cân bằng, đúng không ạ? Các tuyến nội tiết, các cơ bắp, hệ thần kinh, đúng không ạ? Chức năng tiêu hóa rồi miễn dịch và tất cả các hoạt động sống của cơ thể nó trở về trạng thái bình thường mà trước đây chúng ta không có làm được, và chúng ta vẫn cứ như kiểu là gọi là cân bằng âm dương ấy, đúng không ạ? Hoặc đưa chúng ta vào một cái nguồn năng lượng nào mạnh hơn, đôi khi như kiểu chúng ta yếu quá, đúng không ạ? Chúng ta đi vào một cái nguồn nguồn năng lượng, một cái vùng từ trường nào mạnh hơn để mình khỏe hơn. Đơn giản như chúng ta đang đang đi đến một cái đám ma đi, một cái đến đám ma đi,
Thì cái nguồn điện là nguồn điện sự dịch chuyển của từ cái suy nghĩ của chúng ta này, từ cái cảm xúc của chúng ta này, nó làm cho năng lượng của ta bị âm. Thì lúc đó chúng ta đến đó chúng ta có cảm giác bị mệt, có nhiều người sợ luôn. Và khi chúng ta thay đổi, chúng ta đến cái chỗ đám cưới này và chúng ta vào chùa, được không ạ? Không riêng cơ thể của chúng ta, nó cũng nguồn điện, nó cũng tạo ra năng lượng. Thì tất cả những vật chất, những không khí, những cái cơ thể sống xung quanh ở cái chùa đó, nó làm cho từ trường, nó làm cho năng lượng, nó làm cho điện tích của chúng ta trở lên khỏe hơn, đúng không ạ? Tích cực hơn. Thì anh chị có hình dung được này, đó chính là cái mà chúng ta không có thể nhìn thấy được. Vì điện, chúng ta chỉ nhìn thấy dây điện thôi, chứ chúng ta không có nhìn thấy sự dịch chuyển của dòng điện. Đúng không cả nhà? Cả nhà bắt đầu hiểu điều này không ạ? Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta sẽ tác động đến sự dịch chuyển của từng địa, cái điện tích trong cơ thể của chúng ta, được không ạ? Như thầy đã nói, nó tương tự như là điện tim, điện não, rồi gì điện cơ. Rồi thì chúng ta năm, chúng ta có giải Nobel luôn cả nhà nha. Năm 1921, hai bác sĩ người Đức đã phát hiện ra các ống dẫn ion trong từng tế bào. Chúng ta có phát hiện ra kênh dẫn nước khoảng tầm 0,7 nanomet đã đạt giải Nobel. Thì năm 1921, hai bác sĩ người Đức tên là Bess Ackermann và Erich Lehrer là tìm ra cái kênh dẫn ion cả nhà, ion điện tích đó cả nhà, được không ạ? Trong từng tế bào. Và các nghiên cứu về tác động của ion và độ sinh học này đã được giải Nobel sinh lý, được không ạ? Sinh lý học và y học. Và người ta thấy, và Albert Einstein có nói một câu rất là hay này: cơ thể con người chúng ta luôn luôn tồn tại một lượng điện năng nhất định. Chúng ta có khoảng 50.000 đến 100.000 tỷ tế bào, và người ta thấy thống kê ra khoảng tầm 68.000 tỷ tế bào trong độ tuổi trưởng thành, được chưa nhỉ? Và nó cần oxy, được không ạ? Để duy trì một dòng điện sinh học thông qua việc các tín hiệu nha. Cơ là các tế bào cơ gửi đến các cơ này, cả enzyme, các xúc tác này, đúng không ạ? Và kích thích dẫn truyền giữa nguồn điện giữa các tế bào. Và khi các nguồn điện các tế bào giao lưu với nhau mà nó hết đó nha cả nhà nha, thì lúc đó cơ thể của chúng ta gì? Ngõm luôn, đúng không ạ nhà? Không còn phát triển được, không còn hoạt động được, không còn tiêu hóa được, không còn trao đổi chất được. Và cuối cùng chúng ta bị yếu, và chúng ta gì? Mất dần cả nhà ha. Lên bao nhiêu chị chúng ta bắt đầu hiểu về nguồn điện rồi ạ, nhấn chữ ok. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ra cái cách ha, cái cách tạo ra nguồn điện sinh học như thế nào. Vì có rất là nhiều anh chị chúng ta chưa có hiểu ha, chúng ta chưa có hiểu được nào. Vậy cái nguồn điện sinh học tạo ra ở bên trong cơ thể là do sự dịch chuyển của các tế bào rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mình tạo ra nguồn điện sinh học thì như thế nào đây? Đầu tiên, người ta sẽ dựa vào một cái máy, thành gọi là cái máy điện sinh học chuyên dụng. Cả nhà nhớ nha. Chúng ta phải dựa vào một cái máy có khả năng tạo ra nguồn điện sinh học chuyên dụng. Nên là chị nhớ dùng tôi cái này này. Thị trường có máy 500.000, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Cái vấn đề là cái máy này nó có khả năng phát ra dòng điện tương tự điện sinh học cơ thể. Nó dao động từ 1 đến 12V. Và người ta thường thường dùng khoảng từ 3 đến 8V thôi. Vậy cái máy rẻ mà chưa có được đảm bảo chất lượng, chưa qua kiểm định, chưa có tiêu chí rõ ràng, nó sẽ tạo ra nguồn điện không giống với nguồn điện trong cơ thể và trong tế bào ta tạo ra. Nên khi anh chị chưa có thông với máy chuẩn nha, còn với máy mà không có nguồn điện chuẩn này, được không ạ? Nó sẽ làm cho anh chị mất điện tích, nó sẽ làm cho sự thay đổi cái nguồn điện đột ngột trong cơ thể anh chị sẽ rất là mệt. Nên bước 1, chúng ta phải dựa vào một cái máy điện sinh học chuyên dụng, nó sẽ tạo ra được cái nguồn điện tương tự trong cơ thể của chúng ta. Đấy chưa? Đúng không ạ? Máy này phải được kiểm tra chất lượng cực kỳ an toàn, không có tác dụng phụ cho cơ thể chúng ta. Hai, sau đó, đúng không ạ? Nó có một cái cực, đúng không ạ? Thường thường là đầu tiên là sẽ đây, chúng ta nhìn đây là một kỹ thuật viên, đúng không ạ? Chúng chị Noan ở trong Sài Gòn ha, sẽ dắm lên chân, chúng ta sẽ để lên chân, đúng không ạ? Có cái cực, cái máy này sẽ tạo ra nguồn điện, đúng không ạ? Và truyền qua cái người kỹ thuật viên này. Và cái kỹ thuật viên này thì yêu cầu phải được học và bài bản. Như em chị nói với Thành là học 2 ngày, 3 ngày thôi đã làm được. Nhưng mà cái điện mình chưa có thông, cái sự dịch chuyển ion của mình nó chưa có đủ một chiều và nó chưa có thể lan tỏa được, thì mình rất là mệt, được không ạ? Và cái cực còn lại sẽ dính lên người khách hàng nha. Cái cực còn lại sẽ dẫn đến người khách hàng. Và lúc này cái người kỹ thuật viên này sẽ là một cái chất dẫn, được không ạ?
đó chính là cái tay. Đó, một cái cực là sẽ đi lên, sẽ người kỹ thuật viên này sẽ nắm lên này, còn hai cái cực còn lại sẽ đưa vào người người khách hàng, và cái tay truyền qua tay người kỹ thuật viên. Vậy ở đây chúng ta sẽ không dùng cái máy khác. Có rất là nhiều anh chị dùng miếng dán ở cái máy nó tạo ra nguồn điện xung á, hoặc một cái máy có điện rung rung giật giật đó, anh chị sẽ thấy cái máy này nó tạo ra nguồn điện và chúng ta dán lên cái người khách hàng. Ở một vài các bà cũng đi mua những cái máy đó mấy chục ngàn hoặc là trăm ngàn thôi, nó cũng đỡ. Nhưng mà cái nguồn điện đấy nó không phải là điện sinh học 100% mà nó là nguồn điện rung. Đó, điện xung thì đúng hơn. Cái số 2 á, là nếu chúng ta giờ có rất là nhiều những cái máy tam thông dược sư tam thông gì đó nha, nó cũng dựa trên cái nguyên lý là điện sinh học, cái máy đấy nó cũng tạo ra điện sinh học, nhưng mà nó thua một cái là nó không có qua tay cái người kỹ thuật viên. Và người ta nói là qua tay kỹ thuật viên thì người kỹ thuật viên sẽ hại, nhưng thành ra là nó không có hại đâu, và người kỹ thuật viên này phải khỏe. Và chính vì vậy người kỹ thuật viên này sau khi học xong thông xong và người ta làm cho khách hàng, người ta rất là khỏe. Nhưng chính qua tay đó, đúng không ạ, qua tay đó thì người kỹ thuật viên sẽ chạm được tới kinh lạc, sẽ chạm được tới từng huyệt, sẽ cảm nhận được da, cảm nhận được vấn đề, cảm nhận được nỗi đau của khách hàng, và dẫn cái nguồn điện đó nó sâu và hiệu quả hơn là anh chị di di cái máy bằng cái máy tam thông hoặc là tứ thông hoặc là năm thông gì đó, hoặc là những cái đầu di. Một vài trường hợp cái máy này anh chị vẫn có thể kết hợp với một vài cái đầu di cả nhà nha. Nhưng kinh nghiệm của Thành suốt gần 5 năm nay rồi ứng dụng vào cái điện sinh học này, anh chị nên sử dụng bằng tay là cái phương pháp hiệu quả nhất. Ok chưa cả nhà? Vậy là mình sẽ dùng một nguồn điện dẫn qua người kỹ thuật viên, sau đó người kỹ thuật viên này sẽ truyền qua tay và đưa lên người khách hàng. Đấy chưa cả nhà? Và ở cái máy này thì nó sẽ biến trực tiếp cái nguồn điện 220V cả nhà nha. Từ 1 đến 8V là cái nguyên lý bình thường. Anh chị sẽ thấy những cái người kỹ thuật viên này cứ như sờ sờ thôi. Một vài người nằm ở dưới thì thấy là tại sao có người lại cứ sờ sờ vào người, nhưng mà cứ như kiểu là có cái gì đó nó đang chạm vào người, chạm vào tay thôi mà tận ngón tay, chạm vào vai mà tận ngón tay nó rung rung, đúng không ạ? Vì đó là sự tác động của nguồn điện đến trực tiếp đến hệ thống kinh lạc, nó rất là sâu, nó rất là xa, đúng chưa cả nhà? Thì máy có ba cực, một cực âm và hai cực dương, đúng không ạ? Cực âm thì dẫn qua người kỹ thuật viên, còn cực dương thì đưa tới khách hàng cả nhà ha. Và Thầy nói lại là để sử dụng được cái máy điện sinh học này thì người chuyên viên phải trải qua thời gian tập luyện đã thông kinh lạc cho bản thân mình trước, và sau khi đã thông mình rồi thì mình ăn được, mình ngủ được, mình khỏe được, kinh lạc mình được mở ra, kinh lạc mình ok hơn là ok, đấy chưa nhà, là khỏe lắm ha. Và ngoài ra chúng ta phải vẫn phải học những cái phương pháp y học cổ truyền đơn giản, kết hợp đó là anh chị phải biết thêm về kinh lạc, biết thêm về vị trí đường đi, đúng không ạ? Biết thêm một vài những huyệt đạo căn bản nhất, cũng không có phải quá khó như gì ạ, như 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 bên học xoa bóp huyệt bài bản đâu cả nhà. Anh vì sao ạ? Vì cái này anh chị không cần chính xác đến 100% đâu, anh chị chỉ cần gần nó thôi, nguồn điện đó cũng đã tác động đến tận sâu huyệt rồi. Còn anh chị châm cứu, anh chị ấn huyệt nha, anh chị nắn chỉnh nha, là anh chị phải đúng 100% nó mới có hiệu quả. Không thì anh chị cứ mơn mơn, anh chị cảm giác rất là khó chịu cho khách hàng. Nhưng đây là cái điểm mạnh, đúng không ạ? Điểm mạnh của nguồn điện sinh học. Rồi, bây giờ Thành sẽ nói về cái nguyên lý và tác dụng của nguồn điện sinh học. Thì đây anh chị có thể nhìn. À, đây là bạn Nghĩa đang hỗ trợ cho ông nội của mình luôn. Đi nhà, hỗ trợ cho ông ha. Đúng không ạ? À, lớn tuổi ha. Gần 90 đến nơi rồi. Vậy, nguyên lý đầu tiên của điện sinh học tại sao có tác dụng với cơ thể của chúng ta? Đầu tiên, vì nó tác động trực tiếp đến sự dịch chuyển các gì ạ, các tế bào có điện tích trong các hệ thống kinh lạc, đâm ra nó sẽ giúp khơi thông kinh lạc, nên anh chị có thể gọi là đã thông kinh lạc. Nguồn điện sẽ đi theo hệ thống kinh lạc, từ đó giúp khơi thông kinh lạc, khơi thông khí huyết, giảm cái sự ý trệ, đúng không ạ? Từ đó mình khoan khoái, mình thoải mái, như kiểu anh chị đi sông này, anh chị đi giác hơi này, anh chị đi đã thông kinh lạc bằng tay, thì cái thằng này nó giúp khơi thông kinh lạc như vậy đó cả nhà nha. Cái số 2, nó sẽ giúp chúng ta thúc đẩy tuần hoàn máu, đúng không ạ? Nó sẽ tăng độ đàn hồi của mạch máu lên, đúng không ạ? Giảm cái độ nhớt của máu. Với những anh chị mà máu đặc các cả nhà, máu đặc các cả nhà nha, rồi cơ tim, rồi cái sự lưu chuyển của mạch máu, cái dòng máu cho mạch máu khỏe hơn, người nào mà huyết áp thì nó cân bằng lại, nhất là những người đứng lên váng đầu chóng mặt, đúng không ạ? Nó làm cho cái dòng máu chúng ta nó dẫn oxy đến toàn bộ cơ thể chúng ta, nên là chúng ta hồng hào hơn này này. Anh chị đã bị tê bì chân tay này, anh chị đã bị sinh lý yếu luôn này,
anh chị nào bị ngồi lên váng đầu chóng mặt này, thì nó sẽ giúp cho tất cả máu tới tứ chi, máu đến đến đầu, máu tới tất cả bộ phận được phun đều hơn, nó ok hơn. Đấy chưa nha? Thì đây là cái rất là hay nha. Vì nó tạo ra sự dịch chuyển mà. Đâm ra máu, khí huyết nó được đi lưu thông. Đấy không ạ? Đâm ra là gì? Dưỡng chất oxy, anh chị sẽ khỏe hơn, ăn ngon hơn. Cái số 3, vì nó là điện, chưa một phương pháp nào hiệu quả sâu và gốc vấn đề như phương pháp này. Vì cái nguồn điện này nó kích hoạt lại những cái tế bào với những cái nguồn điện và năng lượng yếu. Đâm ra anh chị bóp ở bên ngoài, anh chị chỉ bóp ở bên ngoài và tác động đến tế bào rất là ít. Nhưng cái nguồn điện này nó tác động và trực tiếp đến cái ADN và ARN, đúng không ạ? Cái sự dịch chuyển của electron trong tế bào đó. Đâm ra là nó kích hoạt lên cái cận gốc của tế bào, đâm ra tại sao nó lại hiệu quả được? Từ đó nó giúp cho những cái tế bào hoạt động mạnh quá thì cân bằng lại, hoạt động yếu quá thì trở lại trạng thái bình thường. Đâm ra cho ngay từ cái gốc tế bào nó khỏe hơn. Đúng không ạ? Đâm ra là tiêu thụ năng lượng tốt hơn, cân bằng điện thế trong cơ thể. Từ đó các enzyme, đúng không ạ? Các enzyme này trao đổi chất tiếp tốt hơn này và giảm cái chứng mệt mỏi kinh niên. Với những người cứ đờ đờ mệt mệt gì ạ? Có ngủ băn khoăn bồn chồn, khỏe trả ra khỏe, yếu trả ra yếu, chúng ta chỉ cần làm 1 đến 2 đến 3 lần thôi, vì nó kích thích tận đến tế bào, đâm ra nó làm được điều này. Nó cho tế bào trở về đúng quỹ đạo, nó cho tế bào trở về hoạt động riêng gì ạ? Đúng chức năng của nó, từ đó nó làm chúng ta khỏe hơn. Đấy chưa cả nhà? Thì đây chính là tác dụng kích hoạt tế bào số 3. Tác dụng thứ tư, nó sẽ tăng truyền dẫn truyền thần kinh và cơ bắp, đúng không ạ? Đây là một vài trong những cái chứng minh nâng cao ha của chú. Chị Nga là một trong những chuyên gia rất là hiệu quả hỗ trợ cho cái đội ngũ trong Sài Gòn cả nhà nha. Vậy vì nó là nguồn điện đâm ra thần kinh, đúng không ạ? Tất cả những cái vấn đề về thần kinh cả nhà nha, nó làm cho người ta rất hiệu quả cả nhà nha, vấn đề về thần kinh nha. Vậy những người đau đầu, những người đờ đờ, những người giảm trí nhớ, những người liên quan đến vấn đề mệt mỏi, vấn đề về dẫn truyền thần kinh kém, đúng không ạ? Những người nào mà cơ yếu, nó sẽ giúp tuần hoàn não tốt hơn, giúp chúng ta hưng phấn hơn, giúp chúng ta gì ạ? Tăng trí nhớ hơn, giúp chúng ta giảm stress, đúng không ạ? Lên chúng ta đi thư giãn nha. Những anh chị nào gọi là massage thư giãn đi cho đỡ giảm stress nha. Thì đây là phương pháp cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Anh chị bị tắc cơ, anh chị bị bó cơ, anh chị bị co cứng, anh chị bị tê bì, anh chị bị nhức liên quan đến vấn đề cơ và bắp thì nó cực kỳ là hiệu quả, đúng không ạ? Nhà nó hay lắm nha. Đây là cái tác dụng và nguyên lý thứ tư và số 5. Nó kích thích cái quá trình tiêu hóa hoạt động vì nó liên quan đến vấn đề là kích thích tế bào. Từ đó các phản xạ những cái chất xúc tác cho tiến triển của enzyme nó tốt hơn, đúng không ạ? Từ đó các gì ạ, các hoạt động của cơ, các nhu nông của ruột nó hoạt động hiệu quả hơn, giúp cho các cơ trơn, cơ chéo, cơ ngang của dạ dày hoạt động hiệu quả hơn. Từ đó những anh chị nào mà ăn không ngon miệng này, anh chị bị đầy bụng, anh chị bị tiêu hóa này, nó hoạt động trở lại hiệu quả hơn. Nên thành có một vài khách hàng độc có dùng nguồn điện này thôi, vấn đề về đầy bụng, vấn đề về bụng to cả nhà nha. Chúng ta có chút tích ở Thủy Nguyên Hải Phòng đó nha, chưa làm cho khách hàng nhiều, độc tự ngồi thông điện thôi đã giảm tầm 6 kg, vòng bụng giảm từ 10 đến tầm 15 cm cả nhà nha, đúng không ạ? Tiêu hóa chú thấy cảm giác là ok hơn, tự nhiên thần kinh thấy da rẻ hồng hào, sức khỏe, cảm giác là ngủ ngon hơn, chân tay đỡ tê bì, thì đây chính là cái nguyên lý của nó. Và cái số 6, với vấn đề mà anh chị bị viêm á, anh chị bị viêm cả nhà nha, nó hỗ trợ hiệu quả lắm. Mọi người nghe đúng không? Cả nhà có nghe đúng không? Nghe thấy rồi. Ok. Một vài anh chị bị viêm, đúng không ạ? Cái miễn dịch của anh chị sẽ được thay đổi. Nên một vài anh chị mà hay uống mật sau khi nào một thời gian thì anh chị cảm giác khỏe hơn ha. Đây sẽ giúp anh chị tiêu viêm. Cái số 7 ha. Giảm đau, đúng không ạ? Và thải độc ha. Thải độc ở đây thì nó sẽ cân bằng cái chức năng hoạt động của tế bào, đúng không ạ? Nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta, gan hoạt động khỏe hơn, thận hoạt động tốt hơn. Từ đó nó kích ra một cái
hormone, người ta gọi là endorphin, những hormone tích cực, hormone hưng phấn đó nha. Nói chung cái phương pháp này Thành thấy nó tác động đa chiều, từ thải độc đến tiêu viêm, đến giảm đau, đến hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ cơ, hỗ trợ thần kinh, hỗ trợ xương khớp. Nói chung là để mình ứng dụng, để mình nhân bản, để mình điều trị, để mình thấy một phương pháp nào nó đơn giản, hay vì những phương pháp khác mình cần cái độ chính xác, cần một cái người kỹ thuật viên nó phải là tập trung quá quá ưu thì mới làm được, thì mình đã tìm ra một cái phương pháp mà mình thấy nó quá ok anh ha. Vậy vậy giờ mình tìm hiểu trước ha. Thì đây là hai kỹ thuật viên đang làm ở ha, ở trung tâm của bên Thành, một cái máy nhỏ này thôi đó không ạ. Một người bình thường có thể làm được rất là hiệu quả. Với ưu điểm đầu tiên cả nhà thấy ha, ở cái ưu điểm đầu tiên này nó giữ nguyên cái phương pháp y học cổ truyền đó không ạ, là massage, xoa bóp huyệt, nắn chỉnh, châm cứu, vì nó vẫn dựa trên nguyên lý là kinh lạc, khí huyết rồi huyệt đạo đó không ạ. Nó không có thay đổi gì hết nha, nó không phải là một cái gì là thần thánh quá, nó cũng cộng tác luôn cái phương pháp đó. Cái số 2, nó làm được những điều mà những phương pháp massage, xoa bóp, nắn chỉnh không làm được, đó chính là nó tác động cực kỳ sâu, cực kỳ xa đúng không ạ. Anh chị châm cứu này, anh chị chỉ tác động cái vùng huyệt đó thôi. Nếu anh chị châm cứu mà anh chị cho thêm xung điện vào, nó chỉ tác động từ 10 đến 15 cm, hoặc là vùng bên cạnh 10 đến 15 cm thôi. Nhưng cái phương pháp này anh chị dí trên da thôi, nó có thể chạy sâu đến 20 cm. Anh chị có thể dí ở trên vai thôi, nhưng mà nó theo hệ thống kinh lạc tay anh chị có thể giật đúng không ạ, 5 cm luôn. Anh chị để đầu gối thì ngón chân anh chị có cảm nhận được. Chưa một phương pháp nào nó sâu, và vì nó sâu đâm ra là nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn, nó không cần yêu cầu kỹ thuật viên quá giỏi đúng không ạ. Những phương pháp khác thì hay ở bên ngoài thôi đúng không ạ, nhưng phương pháp này nó làm được rất là sâu đúng không ạ, và nó đa tác động. Anh chị bấm thì anh chị đến huyệt, anh chị bóp thì anh chị tới cơ đúng không ạ, anh chị sờ bên ngoài nó tới da. Nhưng phương pháp nào vẫn sờ trên da, vẫn tác động trực tiếp cơ, nhưng ngoài cơ ra nó còn gì ạ, nguồn điện và dẫn truyền thần kinh ở cơ. Cái phương pháp nào nó tác động cái sự dịch chuyển của electron trong khí huyết, cái phương pháp nào nó ảnh hưởng trực tiếp đến mạch, nó tác động trực tiếp đến cấu trúc của tế bào của xương, nhưng mà nó tác động đa chiều đến sâu đến tận tế bào, từ đó nó giúp phục hồi toàn diện mà không một phương pháp nào hết. Anh chị có thể châm cứu đúng không ạ, nhưng nó không có sâu và xa. Anh chị có thể bóp nhưng nó không tác dụng đến tế bào, nó chỉ tác động đến cơ thôi, nó tác động đến xương thôi, nó tác động đến mạch một phần thôi, nhưng tác dụng đến đa tác động. Thì riêng cái công nghệ điện sinh học DF này nó làm được điều này cả nhà nha, nó làm được điều này đúng không ạ. Anh chị làm cho khách hàng không đau đúng không ạ. Có một vài trường hợp là khách hàng nó có vấn đề thì nó hơi đau một vài thời gian thôi, nhưng mà anh chị đi bấm huyệt. Thành có một lần đi bấm huyệt nha, mình đang có vấn đề bấm huyệt về mà mình không có đi nổi đúng không ạ, làm cho khách hàng cực kỳ khó chịu lên. Nếu anh chị thư giãn cho khách hàng là khách hàng ngủ được luôn đúng không ạ. Anh chị trị liệu cho khách hàng hơi đau xíu xíu à đúng không ạ, rất là thích nha. Nhưng cái hay nhất đó, tôi đố anh chị làm kỹ thuật viên, anh chị có thể bấm huyệt, anh chị có thể đã thông tin lạc bằng tay 3 đến 5 người một ngày liên tục trong một tuần mà không biết mệt. Nhưng riêng phương pháp này anh chị vẫn phải mệt chứ, vì đã ngồi là mệt rồi, nhưng nó không có thực sự là mệt. Nó như kiểu anh chị làm massage nhẹ thôi, nó không gây áp lực đúng không ạ, nó không gây hại cho kỹ thuật viên. Ví dụ pháp hóa liệu đúng không ạ, rồi một vài cái phương pháp làm anh chị sợ là cái bệnh của khách hàng nó quay ngược trở lại. Anh chị nhớ này, cái nguồn điện này là nguồn điện một chiều, nó chỉ đi từ mình qua khách hàng thôi, nó không có quay ngược trở lại đâu đó, nó không có đâu. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm là anh chị sẽ khỏe hơn, anh chị sẽ không có mệt, anh chị có không có quá áp lực, trừ khi là anh chị thiếu chất, trừ khi anh chị chưa có thông, trừ khi là anh chị không tập thể dục, trừ khi là anh chị dùng cái máy lông côn, trừ khi là anh chị một ngày làm mười mấy ca liên tiếp trong một tháng thì anh chị sẽ cảm giác mệt thôi. Còn kinh nghiệm của Thành, anh chị cứ làm từ 3 đến tầm 8 ca, trung bình 5 6 ca một ngày đúng không, là anh chị không thấy mệt, kết hợp với anh chị chăm sóc sức khỏe cho chính mình nữa, có với một ngày chúng ta thông thêm được chưa cả nhà. Ngoài ra nó còn có một cái hay mà tại sao
chúng ta nhân rộng được mô hình, chúng ta cho người bình thường có thể học được. Vì nó không cần người có tay nghề giỏi, được không ạ? Cũng có thể gì? Cũng có thể sử dụng được. Nên một cái lớp chúng ta mới hoàn thiện xong từ tháng 5, anh chị sẽ thấy được nè, bác sĩ cũng học, nội trợ cũng học, anh chị làm spa cũng học, anh chị làm gì dược sĩ cũng học, được không ạ? Nó không cần người, những người có tay nghề thật là giỏi, được không ạ? Cũng có thể, không cần nhớ đến huyệt đạo, không cần gì ạ, nhớ đến quá kinh nạc, vẫn có thể làm được. Mà cái điều mà rất là hay ha, một cái phương pháp mà có thể có cảm nhận nhanh ngay lần đầu tiên hỗ trợ. Với những bệnh mất ngủ, với những bệnh tê chân, với những bệnh mà mỏi mỏi nhức nhức, 80% bệnh vừa, 3-50% bệnh gì nặng nặng, anh chị có cảm nhận ngay lần đầu tiên nha. Cảm nhận ngay lần đầu tiên, đây chính là điểm mạnh của phương pháp này. Có những phương pháp khác anh chị phải bấm huyệt đến tầm 5-7 ngày, 5-7 liệu trình, được không? Rồi, có phương pháp nào mà nó giải quyết đến 80% các vấn đề, được không? Ngoài vấn đề về sức khỏe, nó còn hỗ trợ giảm cân và làm đẹp, tài biến xương gấp. Chí Thành sẽ liệt kê ra những cái bệnh nha, hầu như những cái bệnh nào liên quan đến thoái hóa xương khớp, tài biến, đau đầu, mệt ngói, những cái bệnh gì mãn tính, điện sinh học đều hỗ trợ được, trừ khi cái bệnh đang chảy máu thôi, được không? Thì pháp này không hỗ trợ được, đúng không? Còn anh chị bị trượt thôi, anh chị phải kết hợp thêm nắn chỉnh, điện không làm cho anh chị vào được nha, nhưng nó sẽ hỗ trợ sau khi nó để lưu thông hơn, đúng không ạ? Nó giải quyết đến hầu như các vấn đề mà chỉ cần trong một phương pháp thôi. Và cái rất là hay nữa là anh chị đầu tư ban đầu rất là thấp, được không ạ? Anh chị tốn ít chi phí vận hành lắm, không có tốn nhiều chi phí vận hành đâu. Anh chị nếu mở spa, anh chị mở phòng vật lý trị liệu, anh chị chạy đua về công nghệ là anh chị rất là áp lực, được không ạ? Thì cái phương pháp này nó không quá tốn chi phí, không có quá tốn nhiều tiền. Anh chị cũng không có phải là lăm lầy đổi cái máy lầy lăm kia, đổi công nghệ kia, không phải chạy đua đâu. Vì nó sử dụng trên nguồn điện cái gốc rồi, và tay chúng ta có nâng cấp hơn không? Tay anh chị có khéo hơn thôi. Chứ anh chị cũng không có phải no là mình đầu tư một vài trăm triệu đâu nha. Tầm 20 triệu thôi là ok rồi. Và anh chị học nghề nhanh. Chúng tôi đào tạo tầm 3 buổi lý thuyết. Anh chị sẽ học 10 ngày căn bản là anh chị làm được tầm 6-7 điểm. Và sau đó khoảng tầm 1-3 tháng ha, tùy năng lực của anh chị, chúng tôi sẽ đào tạo nâng cao. Mỗi quý tầm khoảng 2-3 buổi nữa là anh chị ứng dụng được vào rất là nhiều vấn đề rồi, được không ạ? Và cực kỳ dễ sao chép, mẹ có thể dạy cho con là rất là dễ truyền nghề. Rồi chị Nương Mai giơ tay, chị mở mic hỏi đi chị. Chị hỏi câu hỏi gì không? Chị Ali Ala Lưu Mai hả? Chị có câu hỏi gì không? Thấy giơ tay hoài. Mọi người nghe rõ Thành nói không ạ? Mọi người nghe rõ Thành nói không? Nghe rõ những chữ ok cái cơ. Sợ nó đứt mạng. À ok. Rồi. Chị không có hỏi đúng không? Rồi, vậy người ta hỏi là ứng dụng DDS vào hỗ trợ những bệnh nào? Thành không có dám nói là phương pháp này chữa được bệnh cả nhà nha. Vẫn có những bệnh liên quan đến tắc mạch, liên quan đến cơ xương khớp. Nhưng mà để giải quyết cái bệnh, nói đến chữa bệnh thì nó rất là khó, được không ạ? Nó phải kết hợp đa mô thức. Nó sẽ hỗ trợ phục hồi cùng những phương pháp khác nha, được không ạ? Nếu tai biến mà không có vật lý trị liệu thì thua rồi, thoái hóa mà không có vật lý trị liệu thì thua rồi, được cả nhà. Đầu tiên rất là vô địch với bệnh xương khớp, thoái hóa, viêm khớp, tràn dịch khớp, đau cổ vai gáy, nó sẽ hỗ trợ rất tốt đến 70-80% cả nhà nha. Tất cả bệnh xương khớp, thoái hóa, đốt sống lưng, khớp cổ vai gáy, các cổ tay, đầu ạ, xương đùi, tràn dịch khớp, viêm khớp, đau cổ vai gáy, nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt. Số 2, những bệnh liên quan đến cơ thần kinh, tê bì chân tay, nhức mỏi, mất ngủ, đau đầu, tiền đình và rất hiệu quả. Anh chị có thể thấy giảm từ 3-50%, thấy nó mờ ngay, liên quan đến suy giãn van tĩnh mạch chi dưới. Cả nhà nha, cực kỳ hiệu quả. Thì khi mà anh chị học cơ bản xong thì anh chị sẽ học nâng cao, ứng dụng điện sinh học vào từng bệnh nha. Thì bữa hôm sau thì một vài chuyên viên ở bên tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị về lý thuyết. Rồi anh chị sẽ được học trực tiếp cả nhà ha. Còn lý thuyết thì nó sẽ không có
cho anh chị giỏi được, đúng không ạ? Anh chị biết thôi, còn phải thực tế vì đây là trị bệnh mà. Nó sẽ tiết ra những hormone tích cực, đâm ra anh chị thích thư giãn, anh chị thích đỡ đau đầu, anh chị đỡ mệt mỏi, anh chị giảm stress, nó sẽ hỗ trợ được. Nếu cảm giác mình căng thẳng, mình đau đầu, mình mệt mỏi, mình nhức quá, nó hỗ trợ rất là ok, đúng không? Rồi, phục hồi sau tai biến cực kỳ hay. Tôi chưa thấy một phương pháp nào liên quan đến liệt dây thần kinh số 7 này, liên quan đến gì ạ? Bị cứng tay, bị cứng chân, rồi phục hồi sau tai biến, méo miệng, méo mặt, hiệu quả bằng phương pháp này. Chúng ta có tầm 100 nhân chứng, được không ạ? Hàng trăm nhân chứng không có đi được, không có nói được, bị méo mặt, được không ạ? Mà tay bị cứng nha. Mình không có nói là người ta bị cứng đâu nha. Mà trong thời gian có thể phục hồi cả nhà nha. Người ta đi bấm huyệt, người ta đi châm cứu rất rất nhiều phương pháp rồi, nhưng đến khi với điện sinh học, người ta phục hồi một cách mà người ta cũng không có thể tin. Đó, cái là vận động ăn uống với dinh dưỡng bên trong nó đã phục hồi đến tầm 80-90% với những bệnh nhân mà coi như là gì, để lại di chứng sau tai biến nặng lần 2 lần 3 cả nhà ha. Rồi, nó cũng hỗ trợ cho chúng ta chắc cơ, đúng không ạ? Giảm mỡ, săn chắc bụng đùi luôn. Nhưng anh chị nào mà độc cô ngồi điện này thôi, thành nó nói rồi, chúng ta đã giảm mỡ rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã chắc cơ, chúng ta đã săn chắc hơn rồi, đúng không ạ? Bà nào mà quả mướp ngồi nhiều nó lên cho quả bưởi ha. Bà nào mà quả quất ngồi vào nó cho thành quả cam ngay lập tức nha. Cực kỳ hay, đỉnh lắm cả nhà nha. Nên là chịu khó chúng ta ngồi điện thôi, chưa cần làm điện thôi nha. Rồi vấn đề liên quan đến sinh lý, rối loạn kinh nguyệt của chị em phụ nữ rất là tốt này, suy giảm nội tiết tố, estrogen, testosterone này. Những cái ông nào mà cái lượng máu tĩnh mạch dồn về cái phần phụ không được nhiều nha, thì phương pháp này nó hỗ trợ cực kỳ hay. Thì nó có những cái bài hỗ trợ cho vấn đề về sinh lý, để ông ạ, rất là hay. Rồi anh chị nào muốn xóa nếp nhăn, đúng không? Anh chị nào muốn nâng cơ, muốn trẻ hóa, muốn làm đẹp, thì đây là hầu như những cái bệnh, đúng không ạ? Chúng tôi có sau khi học căn bản đã thông đầu, đã thông cổ vai gáy, thông tay, thông chân, thông bụng, thông lưng. Chúng tôi có tầm khoảng 20 bệnh, đúng không ạ? Thì thứ 6, thứ 4 này chúng ta sẽ nghe chỗ kỹ thuật viên, chỗ chị Loan sẽ hướng dẫn chúng ta một vài những bệnh lý thuyết cơ bản ha. Nhưng mà sau khi anh chị được đào tạo ở bên Thành cơ bản xong tầm 10 ngày, anh chị sẽ được học nâng cao ứng dụng tầm khoảng 20 bệnh, đúng không ạ? Ở điếc này, viêm xoang này, tắc nghẽn bạch huyết này, vấn đề về mờ mắt này, vấn đề về tiền liệt tuyến này, vấn đề về tim mạch này, vấn đề về anh chị mà bị thoái hóa này, thì sâu hơn nó ứng dụng hỗ trợ thêm tác động sâu sau khi học căn bản thì anh chị sẽ được học ha. Rồi nó cũng hỗ trợ thêm những cái bệnh về mãn tính cả nhà nha. Nếu chúng ta bị tiểu đường, bị huyết áp, bị gút, bị ung thư, được không ạ? Nó cũng hỗ trợ chúng ta về miễn dịch, nó hỗ trợ chúng ta khỏe hơn. Nhất là những người bị gút hoặc là tiểu đường, nó vì nguồn điện mà, nó kích thích cái tuyến tụy, kích thích cái tế bào hoạt động hiệu quả hơn, đúng không ạ? Với bệnh mãn tính thì nó sẽ hỗ trợ phục hồi, đúng không ạ? Hỗ trợ phục hồi nhanh hơn. Thì đây là có nhiều người hỏi Thành là điện sinh học ứng dụng vào những cái bệnh lý nào, thì nói là hầu như cả nhà ha. Rồi một vài những cái anh chị thận trọng trong những trường hợp như sau khi anh chị điều trị ha, nó cũng có chống chỉ định như sau này. Đầu tiên những cái người mang máy tạo nhịp tim là cái tim người ta không có đập được nước cả nhà nha. Nó không phải là stent đâu, đặt stent là cái lò xo thôi. Cái người cái mang máy tạo nhịp tim là anh chị không có tác động trực tiếp đến vùng ngực, được không? Còn vùng ngực anh chị phải đi tay, anh chị bóp bằng tay, hoặc anh chị chỉ đi chân hoặc là tay thôi nha. Bản chất thì Thành vẫn làm, nhưng mà kinh nghiệm của Thành là anh chị đừng có động vào. Không may mà cái nguồn điện của mình nó không hợp với cái nguồn điện trong cái máy tạo nhịp tim đó, làm nó sẽ bị dừng cái máy đó, không? Thì người ta có mà chết toi, không? Nên là những người mà mình hỏi họ đang tạo máy nhịp tim mình như thế nào, thì ở buổi học sau chúng ta sẽ có quy trình trước khi điều trị khách hàng, hỗ trợ khách hàng thì có bước nào, đúng không? Thì đây Thành sẽ nói luôn những cái trường hợp là chúng ta, những cái trường hợp máy trợ tim mà ta nói bằng tay thôi cả nhà nha, hoặc là đi có là chúng ta xoa bóp thôi ở vùng ngực thôi, còn là tay hoặc là ở chân anh chị có thể đi điện nhẹ thôi. Ở những người bệnh ung thư, những người bệnh ung thư thì anh chị phải xem có bị xuất huyết không, hoặc là ung thư gì, đúng không? Thì kinh nghiệm của Thành là anh chị lên đi nhẹ, đâu nó sẽ hỗ trợ rất là tốt, nhưng mà anh chị phải xem là nó ở giai đoạn nào. Anh chị lên thận trọng, có là đi từ nhẹ đi lên, đúng không? Biết đâu người ta đang có một cái bọc ung thư sắp vỡ đến nơi rồi, đúng không? Anh chị đi điện vào làm cho cái năng lượng người ta tăng lên, người ta vỡ cái bọc của người ta vỡ cái u của người ta thì sao, đúng không? Anh chị phải hỏi
nào ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2 mà chưa có u di căn gì thì bình thường. Và nếu có rồi anh chị phải rất là thận trọng nha, thậm chí có những cái u mà bọc to nha, anh chị đừng có động vào nha. Đôi khi động vào nó vỡ thì nó lại khỏi, nhưng mà chúng ta cứ hạn chế và thật thận trọng nói không với những cái người là có u to to mà di căn lớn cả nhà ha. Số 3. Một vài người là mẫn cảm với dòng điện, mình động vào người ta rất là đau á, thì anh chị lên đi từ con số 1 rất là nhẹ, làm quen thật từ từ, được không? Có một vài người người ta mẫn cảm lắm cả nhà ha. Cái số 4. Người nào đang suy tim độ 3, tức là cái tim người ta điểm ạ, yếu lắm này. Đúng không? Chúng ta kích điện vào làm cho cái tim nó hoạt động đột ngột mạnh trở lại, người ta sẽ mệt. Đúng không ạ? Những người nào mà đang chảy máu, đang có cái nào mà xuất huyết, anh chị cũng phải thật 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 cẩn trọng. Một là đi tay, hai là đi thật thật nhẹ 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 tí xíu để người ta cảm nhận trước thôi nha. Chứ đừng một phát là mình sốc luôn số 3, số 4 nha, đi nguồn điện nhiều mà nó sẽ mệt. Số 5. Một vài người có cái triệu chứng là bệnh bệnh kích động, hoặc người ta gọi là cái bệnh tăng động mạnh cả nhà nha. Được không ạ? Thì chúng ta phải thật thận trọng. Vì bản thân người ta đã tiết ra một cái hormone rồi, cái tế bào thần kinh nó hoạt động quá trớn rồi. Được không ạ? Mình phải dám nguồn điện xứng hoặc tới đi bằng tay. Và những trẻ em dưới 6 tháng tuổi là người ta không nên động vào. Kinh nghiệm của Thành thì một vài bé 2 tuổi bị liệt một vài dây thần kinh thì Thành đã hỗ trợ được rồi nha. Nhưng những bé động kinh, những người động kinh, anh chị phải lưu tâm. Vì khi mà người ta có nguồn điện vào thì làm cho cái hormone tích cực người ta tiết ra nhiều hơn. Đấy không ạ? Người ta sẽ hưng phấn nhiều hơn. Thế anh chị phải chú ý thật hạn chế, thật nhẹ nhàng nha. Nên ta phải học bài bản ở cái đó nha. Cái số 6. Ở kinh nghiệm của Thành, những người phụ nữ có thai và đến kỳ kinh, nhất là có thai là ta đừng động điện nha. Anh chị có thể massage bằng tay thôi. Đấy không ạ? Tại chất tốt không có sao đâu. Nhưng mà thôi, có thai là ta không nên dùng. Nhưng mà sau khi đẻ bé ra mà tắc tia sữa nha, thì ta có chỗ bạn Nhân ở trong Đồng Nai là dùng điện sinh học thông tắc tia sữa của một cái bài, mà bạn kiếm một lần trị liệu từ 5 đến 700 ngàn. Bạn ấy đào tạo độc cái môn điện sinh học trị liệu để thông tắc thôi là 5 đến 10 triệu nha. Vì một lần thông tắc cho một mẹ bằng tay đã 500 nghìn rồi, mà nó đau, nó mệt hơn, nó không hiệu quả 100% nhiều. Thì sau khi bạn ứng dụng cái nguồn điện này vào nha, các mẹ thông tắc cực kỳ đỉnh ha, cực kỳ đỉnh. Bao nhiêu anh chị muốn học điện sinh học này để thông tắc tia sữa, nhưng chứ tôi được không? Cái thị trường cực cực kỳ nhiều tiền. Vì Thành đẻ bé, bé hai, bé thứ nhất thì vợ Thành không có bị tắc. Bé thứ nhất bị tắc cả nhà nha. Khi mà bị tắc thì dùng đủ các mẹo. Chỉ sợ áp xe này cả nhà, có nhiều người áp xe mà phải xẻo cái vú nó luôn cả nhà nha. Cực kỳ khổ nha. Và khi tắc rồi mà chúng ta có mẹo, ngoài mẹo ra không có đỡ, thì anh chị có thể dùng điện sinh học là pháp luân hai. Được không? Cái số 7. Anh chị chú ý dùng cho Thành. Những người đang chảy máu là anh chị cẩn trọng ha, cẩn trọng. Những người mà vấn đề chúng ta muốn hỗ trợ về mắt đó nha, mà đang đeo kính áp tròng, anh chị phải tháo cái kính áp tròng ra nha, tháo kính áp tròng ra. Uống rượu say vừa mới làm là ta không có lên làm nha. Uống rượu say vừa mới làm ta không lên làm, ít nhất phải nghỉ xong tầm nửa tiếng đến một tiếng ha. Sau 30 phút mà làm thì ta không có lên tắm, không có lên rửa tay và không có lên uống nước lạnh ở nhà nha. Vì đã biết rồi, khi mà kinh lạc được thông, bất thủy đạo được mở ra mà anh chị tắm nước lạnh vào thì rất dễ bị cảm nha cả nhà ha. Sau 30 phút thì ta đừng có đi ra gió, cũng như đừng tắm lạnh như Thành nói được rồi. Và sau 2 giờ bắt đầu chúng ta mới cho khách hàng tắm. Thì đây là một vài những cái lưu ý trong quá trình chúng ta hỗ trợ điện sinh học cho khách hàng. Và phần cuối cùng Thành muốn chia sẻ cho mọi người là một vài những cái trường hợp, một vài những cái dấu hiệu, một vài những cái chuyển hóa, Thành gọi là chuyển hóa. Đây không gọi là tác dụng phụ, vì điện sinh học không có tác dụng phụ. Và đây gọi là phản ứng, đây gọi là chuyển hóa có thể xảy ra, chứ không phải ai cũng xảy ra nha. Đầu tiên, với những bệnh nhân mang tính axit hóa trong cơ thể nha, chúng ta đo cái máy điện tử, hoặc là người ta hay bị bệnh mãn tính là cái người ta có độ axit cao nha, chúng ta có thể cảm giác hơi mệt mỏi trong lần đầu tiên, hơi buồn rũn chân tay, hơi buồn ngủ, hơi hơi cảm giác đau khớp, hơi hơi khô miệng, hơi khát nước. Thì anh chị phải nói với khách hàng là anh chị có thể xảy ra trong trường hợp này nếu anh chị đang điều trị khách hàng. Được không? Trường hợp số 2, với những người bị nhận bệnh nhân cao huyết áp, anh chị phải đi điện rất là chậm, từng bước một. Người ta có thể choáng, người ta có thể đau đầu, người ta có thể tức ngực, người ta có thể hụt hơi, người ta có thể tăng nhịp tim nhẹ trong vòng 1, 2, 3 ngày, sau đó sẽ giảm xuống ha. Anh chị phải đi điện nhẹ, anh chị phải nói trước khách hàng
có thể xảy ra. Cái số 3, với những bệnh nhân liên quan đến tiêu hóa dạ dày đại tràng, có thể chướng bụng, có thể ợ hơi, nếu người ta uống ít nước có thể táo bón, người ta có thể đi phân nõn và người ta có thể xì hơi nhiều hơn, vì nó kích thích đại tràng co bóp, kích thích đại tràng làm việc, cái lớp nhu đông hoạt động hiệu quả hơn, thì có thể xảy ra trường hợp này nha, mà chúng ta không nói thì người ta sợ, người ta tưởng là cái gì hết á, được không? Cái số 4, một vài bệnh nhân mà dùng thuốc tây lâu ngày thì có thể là gan người ta yếu, độc tố người ta tích tụ nhiều, có thể người ta đi ngoài phân nõn này, phân đen này, có thể là nổi mụn này, có thể là người ta cảm giác ngứa ngứa nha, nên chị phải nói với họ, bảo họ uống nhiều nước, ăn nhiều rau lên, 1-2 hôm là hết thôi. Với bệnh nhân tiểu đường thì cái tụy nó kích hoạt lại, nó chưa làm việc ổn định, đúng không? Hoặc nó sẽ phóng ra tụy ít hoặc nhiều hơn, nó sẽ làm cho đường chúng ta tăng nhẹ trong 1 vài hôm, chân tay có thể phù nhẹ, miệng khô 1 vài hôm, đúng không ạ? Thì anh chị phải nói trước khách hàng là trong quá trình em điều trị với bệnh lý của anh như thế này này, thì 1-2 lần điều trị ban đầu có thể xảy ra những cái biện pháp này ha. Thì chị chú ý là ăn uống vận động, uống đủ nước cho em 1 vài hôm là nó sẽ hết thôi. Cái số 6, với những người mà phụ nữ vấn đề về nội tiết tố thì có thể thay đổi chu kỳ kinh nguyệt 1 vài hôm, được không? Cũng có thể là lượng kinh nhiều hoặc là ít đi, cũng có thể là đau bụng dưới, được không ạ? Hai phần buồng trứng và tử cung đó, nó hơi đau trong 1 vài hôm, thì cái nhiệm vụ của chúng ta là phải nói với họ ok, cả nhà năm đó đều là cả nhà nhân chữ ok. Ok chưa cả nhà? Rồi, chúng ta sẽ nói thêm cái số 7 ha. Với một vài người đang có mụn thì nó có thể mụn nhiều hơn, đúng không? Vì nó kích thích cái bã nhờn, nó kích thích cái gì? Cái quá trình trao đổi ở trên da tao cao hơn thì nó có thể có mụn nhiều hơn. Số 8. Với những người đang vấn đề về phổi hệ hô hấp trên, có thể hoa hơn, có thể tức ngực nhiều hơn, có thể có đờm. Và chúng ta có một cái bài hỗ trợ cho người bị viêm viêm phế quản, viêm phổi hoặc là ho cả nhà ha. Đúng không? Thì mình phải nói với họ là nếu mà ho thì ho hơn đó nha, tích cực hơn đó nha. Rồi những người bệnh viêm xoang thì nhức mũi hơn, dịch ra nhiều hơn, chúng ta kết hợp với keo xanh thì rất là tuyệt vời, hiệu quả lắm. Chúng ta có một bài để hỗ trợ bệnh xoang rồi nha. Nếu đang mất ngủ thì có thể ngủ ngon hơn, nhưng mà cũng có một vài người mất ngủ 1 vài hôm, đúng không ạ? Nhưng 2-3 lần sẽ dễ ngủ. Và cái 11, với bị huyết áp thì có thể huyết áp cao lên hoặc thấp xuống hoặc là không ổn định 1 vài hôm. Thì đây là 11 triệu chứng trong quá trình ta hỗ trợ phục hồi điều trị cho khách hàng. Anh chị phải nói cho khách hàng mình được biết, đúng không ạ? Với bệnh huyết áp của anh thì em nói là trong mình điều trị anh có thể là cân bằng, cũng có thể là nó hơi cao hoặc thấp xíu anh nha. Anh chú ý giùm em cái, được không? Rồi, cái cuối cùng. Chú ý, được không ạ? Chú ý đầu tiên, nếu một số máy không đảm bảo chất lượng, nên có người hỏi Thành là phương pháp này có gây ra tác dụng phụ và mệt mỏi tức ngực hại cho cơ thể như NLN được không? Thành nói là có. Nếu chú ý máy của anh chị không đảm bảo chất lượng, được không ạ? Cái máy tức ngực nó gây ra co cơ, gây ra mệt mỏi, gây ra suy tim, thì thường thường một vài máy không đảm bảo chất lượng kém, nó sẽ gây ra bỏng, đã chứng nhận một vài trường hợp bỏng và gây ra điện giật, chúng ta có thể cháy cháy xíu thôi nha, bỏng da thôi, chưa có trường hợp nào từ Trung Quốc đến Nga đến Hàn Quốc. Thành nghiên cứu các tài liệu cả bên nước bạn ở Trung Quốc người ta dùng rất là nhiều quá, chưa có trường hợp nào gây chết cả. Nhưng mà bỏng với những cái điện cực, với những cái máy mà nó đẻo cả nhà nha, vì nó không phải là nguồn điện 220V, nó tạo ra đúng là nguồn điện sinh học, mà thậm chí là vì nguồn điện nó không ổn định, nó quan trọng nhất là cái bộ chuyển đổi cái nguồn điện trong cái máy này cả nhà nha, nó phải đảm bảo chất lượng, được không? Rồi một vài những cái bệnh nhân mà không quen với nguồn điện, chúng ta phải chú ý nha, ta phải làm bằng tay trước nha, và yêu cầu kỹ thuật viên phải học bài bản và thông điện thật kỹ trước trước khi làm, anh chị phải được thông điện. Thì chúng tôi với người yếu, anh chị sẽ được học 4 ngày. Trong 4 ngày đầu tiên thì nó sự dịch chuyển điện tích của trong mình, nó sẽ làm cho co cơ hơn, mệt mỏi hơn, đau hơn vài hôm, được không ạ? Và khi chị vượt qua đó rồi thì anh chị cực kỳ ngon, cực kỳ ok. Và anh chị cũng phải biết là sau khi làm, được không ạ? Chúng ta có những cái kỹ thuật để anh chị xả điện, để anh chị ok hơn nha. Chưa được cái phương pháp nào nó hay và nó hiệu quả như thế này. Và cuối cùng,
Một vài anh chị hỏi Thành là để hành nghề thì đầu tiên anh chị cần hai cái thôi. Một là anh chị cần chứng chỉ massage là ok, đúng không ạ? Nếu anh chị nói với người khách là mình đang làm massage thì anh chị có thể gọi là massage. Số 2, nếu anh chị gọi là tôi đang làm vật lý trị liệu xoa bóp huyệt thì anh chị cần chứng chỉ xoa bóp huyệt vật lý trị liệu, và anh chị cần máy có hóa đơn đỏ là anh chị có thể mở cơ sở, anh chị có thể trực tiếp hỗ trợ phục hồi trị liệu cho khách hàng. Được chưa cả nhà? Rất là đơn giản đấy thôi. Hiện tại Sở Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế Việt Nam chưa có một chứng chỉ, một văn bản nào cho cái môn DDS cả. Chỉ có công ty tự cấp thôi, thì công ty tự cấp chỉ mang giá trị nội bộ. Còn nếu trường nào dám ghi là chứng chỉ đào tạo DDS, đó chỉ là ghi lậu thôi. Được không cả nhà? Thì anh chị cứ nói với khách hàng là cái máy này nếu chỉ có bảng massage thì máy này là hỗ trợ làm massage. Được không? Thì máy móc cho massage thôi. Còn nếu không thì anh chị gọi là cái máy này nếu chị có bằng xoa bóp huyệt thì cái máy này hỗ trợ xoa bóp huyệt, hỗ trợ vật lý trị liệu, đúng không ạ? Thì anh chị hoàn toàn có thể mở, anh chị hoàn toàn có thể làm, và bên Thành có hỗ trợ anh chị từ lý thuyết, từ tài liệu Thành đào tạo cho mọi người này, tài liệu về huyệt đạo kinh lạc này, từ chứng chỉ này, từ đào tạo cơ bản này, từ đào tạo nâng cao này, từ hỗ trợ mở trung tâm này, từ vận hành, đúng không ạ? Thì trong suốt 6 tiết tương đương với 3.